Hello, em xin chào cô bác anh chị em nha. Em xin gửi lời cảm ơn cô bác anh chị em gần xa rất là nhiều đã theo dõi kênh điện máy của em nha. Thì hôm nay em quay cho bác anh chị em tham khảo cái động cơ con này là QD32. Đấy. Con này dòng tua nó quá khủng khiếp quá anh chị em. Nãy em nổ thử á. Nhóm ga là nó chạy nhanh quá trời luôn. Nói chung là dòng tua rất là cao. Đấy. Con này thì tình trạng là nó nắp lắp chưa dặn đâu anh em. Nắp lắp chưa dấu dặn nha. Thì tán đầu cốt chưa có dấu dặn luôn. Đấy. Rất là êm ha. Nước sơn thì nó cũng chốc một vài chỗ quá anh em. Đây. Em này em sở hữu cục sạc to đùng nha. Sạc quá lớn luôn. Em này đề 12 quá em. Hôm gầy cũng nhiều quá chị em hay hỏi cái VD32 nè. Mà cũng không có mấy. Này có con này liền máy quá. Mua về quay lên. Cô bác anh chị em nào mà thấy hài lòng thì mua ủng hộ nha. VD32 này thì nó bắt vô cái hộp số. Khi mở hộp số rồi cái miếng bát này nó hơi mỏng này. Về cô bác anh chị em làm lại cái miếng bát đề khác cho nó cứng nha. Tình trạng cạc te nó hơi mớp quá nha. Cạc te nó hơi mớp nhưng mà không có bị chảy nhớt nha. Heo bọng người mới tin. Nhưng mà rất là đẹp. Đấy. Rồi, đề máy không? Rất là êm quá nha. Em ra nữa. Rồi tắt máy à. Rất là êm quá chưa. Máy thì tình trạng không đủ hơi nha. Chưa mở nắp lắp, chưa mở tán đầu cốt. Tất nhiên là cốt phải còn tăng đa. Chưa mở nắp lắp tất nhiên chưa làm lòng. Rồi. Tình trạng máy thì nó hơi bị chốc nước sơn, hơi lóc máy. Giá hai mấy cành. Rồi, cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Các bác chị em có nhu cầu sử dụng có con VD32 thì alo giúp giùm em. Xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.